Nghĩa Audio xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh của Nghĩa Audio. Hôm nay rất vui mừng được gặp lại anh em trong cái video clip giới thiệu bộ sản phẩm karaoke mới bên Nghĩa Audio. Thì nhằm đáp ứng cho tất cả các anh em có niềm đam mê yêu âm nhạc với lại cái mức kinh phí không giống nhau, thì hôm nay Nghĩa Audio xin giới thiệu một bộ sản phẩm với cái mức tiền là 10 triệu đồng thì anh em có thể mua được những gì và đáp ứng được những gì cho anh em. Trong video này mình xin đề cập tất cả các vấn đề mà anh em cần thiết và cần biết luôn cho cách đấu ghép và cách để tạo ra một bộ karaoke vừa giá tiền và chất âm thì cực kỳ tốt. Và tiếp theo đó thì mình cũng xin gửi video này đến cho bác có số điện thoại là 0912332848 anh em nhé. Thì bác ấy có yêu cầu bên Nghĩa Audio ghép cho bác ấy một bộ karaoke tầm giá 10 triệu đồng và trong đấy là dùng một cục công suất, một vang số và một micro cả loa, là tất cả phụ kiện đầy đủ. Thì hôm nay Nghĩa Audio xin gửi đến anh em một bộ karaoke tầm giá 10 triệu đồng và tất cả anh em có thể thấy trên màn hình đây là bộ karaoke 10 triệu đồng. Thì có những cái mà có thể khắc phục được những cái như là rú rít cho anh em hay là những cái trường hợp echo không mềm, thì hôm nay đây là cái giải pháp để anh em giải quyết được những cái vấn đề đấy. Sau đây thì em xin đi sơ qua cái bộ karaoke này. Và khi mà anh em test xong thì mình cũng xin hướng dẫn anh em luôn là cách đấu ghép các sản phẩm như là vang số, micro hay là đẩy công suất với loa. Thì anh em có thể, anh em nào chưa biết thì có thể xem tiếp video này để trước hết là biết cách nối, cái thứ hai là biết làm sao đấu ghép một bộ của dàn karaoke vừa tầm giá mà có chất lượng rất tốt nha em nhé. Đây, sau đây thì mình xin đi chi tiết vào này. Đây anh em có thể nhìn rõ một chút này. Đây, thì bộ karaoke này thì bây giờ bên Nghĩa Audio đang đấu ghép gồm một âm ly Envin APAN 500 cộng anh em nhé. Đấy, con đẩy này là có đẩy 2 kênh và nó chạy là 12 sò anh em nhé, 12 sò và 8 bù áp. Thì công suất đưa ra bình quân cho nó một kênh là 500W, tổng hai kênh là 1000W anh em nhé. Cái thứ hai là mình đang đấu ghép với một con vang là con vang DK9000 và con vang số này là một trong số những con vang là cực kỳ hay luôn anh em ạ, và cái echo của nó rất là mềm. Và lại thiết kế tất cả các linh kiện bên trong thì các bác đã sử dụng qua dòng X thì đây là con vang chạy dòng X anh em nhé, chạy các thiết bị của dòng X hết. Và thứ ba là em đang đấu ghép với một con micro, đấy là con Sing Here, con này là hàng bãi và con này có cái giá rất là rẻ luôn anh em ạ, và nó hợp túi tiền với anh em. Và tiếp theo là mình đang đấu cùng với một đôi loa AR 308 anh em này. Đấy, và con hàng loa Trung Quốc anh em nhé, AR 308. Và lát nữa thì mình sẽ cho anh em xem ở phía sau của nó luôn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bác và tất cả anh em chúng ta tiếp tục đến với cái phần là em sẽ giới thiệu đến các bác một chút về âm nhạc. Và tiếp sau đây thì em xin mời tất cả các bác đến với một giai điệu bolero để thông qua cái bộ dàn chỉ giá chỉ 10 triệu đồng thì các bác thưởng thức cái chất âm của bộ dàn này nó như thế nào nhé. Xin mời tất cả các bác. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nắng như là
bác thưởng thức thấy cái chất âm của nó thế nào ạ. Và tiếng chép và tiếng bát rất là mềm luôn các bác nhá. Và tiếp theo đây thì nhằm đáp ứng luôn của cái nhu cầu của anh em nghe nhạc của thuộc cái tầng lớp hơn trẻ trẻ một chút, thì em xin gửi đến các bác một bài remix thì cho anh thưởng thức cái chất âm luôn nhá anh em nhá. Thấy cái chất âm của em nó như thế nào ạ? Rất là hay đúng không các bác? Và tiếp theo đây thì nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu của các bác thì em xin test qua cho các bác nghe khi hát karaoke với cái bộ dàn giá 10 triệu này thì nó như thế nào nhé các bác nhé. Và đây thì xin giới thiệu với các bác là đây là cái tay mic Singhear hàng bãi nha các bác nhé. Đây thì em đang kết nối với bộ dàn này rồi. Alo, 1, 2, 5, 6, 1, 2. Sau đây thì em xin gửi đến các bác một bài karaoke. Alo, lên. Alo, 1, 2. Bên sông người đi ngoài phố, bóng dáng xưa êm đềm thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi ngoài phố trường bơ ngơ bơ vơ, người đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người xa xưa còn đâu tình duyên đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quay, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mong đầu em, xin từ giá đường phố trắng mưa mau làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố của người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Alo, 1, 2. Đấy các bác thấy như nào ạ? Em hát thì không được hay lắm nhưng mà nghe qua bộ dàn này có vẻ là rất là hay đấy các bác ạ. Và tiếp sau đây thì em xin giới thiệu đến các bác
cách đấu ghép và xử lý chất âm như thế nào cho nó hay khi mà các bác mua về. Sau đây em xin mời các bác lại gần hơn một chút để chúng ta có thể quan sát kỹ hơn được các sản phẩm em đang đấu ghép ở trên đây. Đây. Đây, có thể thấy trên màn hình của các bác ở đây thì là một con đẩy Envin. Đây, con đẩy Envin. Con này là con đẩy hai kênh nha các bác nhé. Và nó có mở sản phẩm là APM A500+. Và cái thứ hai là một con vang DK9000. Đấy, đây là con vang số nha anh em nhé, DK9000. À, nói rõ luôn cho các bác là khi các bác mua vang số bên Nghĩa Audio thì sẽ được cài đặt sẵn để về nhà các bác có thể chỉ cần cắm vào là dùng thôi. Và nếu các bác có nhu cầu thì Nghĩa Audio sẽ luôn đáp ứng cho các bác về các video clip hướng dẫn chỉnh các con vang mà các bác đã mua tại Nghĩa Audio. Theo nhu cầu các bác thì cứ gọi điện đến Nghĩa Audio và yêu cầu về con vang gì thì các bác có thể nói luôn để nhân viên kỹ thuật bên em làm video trực tiếp và gửi cho các bác. Và cái thứ ba là em đang ghép với một bộ mic Sennheiser này các bác này. Đấy, mic Sennheiser rất là đẹp. Alo, 1, 2, lên, 5, 6, 7. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp sau đây, tại sao mà em nói ngay từ đầu là cái con vang này có cái chống hú rất là tốt. Thì đây, em sẽ thí nghiệm cho các bác luôn. Đây, đấy em đang để cách loa tầm 20 phân nha các bác nhé, 20 phân. Đây, và mic đang bật đây các bác ạ, mic đang bật nhé. Đấy, vì sao mà mẹ em nói là con vang này nó trúng rất tốt. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, đấy. Và đây, đây là đôi loa AR308 nha anh em nhé. Đấy, các bác nhìn tổng thể luôn. Và tất cả các hàng trên đây đều là hàng bãi các bác nhé. Hàng bãi rất là đẹp. Và sau đây thì em xin mời các bác ta về phía sau. Em bắt về sau để em hướng dẫn cách kết nối cho các bác luôn. Đây, đây để các bác có thể thấy này. Đấy, đây là em đang đấu nối từ trên con vang xuống con đẩy công suất này các bác này. Cái con vang này và cái con đẩy này nó có một cái rất là tận dụng với các bác là nó có thể kết nối trực tiếp bằng dây hoa sen. Đây, dây hoa sen đây, và không cần rắc canon nhé các bác nhé. Vì con vang này nó có đường lai luôn này các bác này, nó có đường lai. Thì hầu hết các con vang đều có các cổng là canon. Đây, các cổng canon đây. Nếu mà các bác không thích cắm lai ở đây thì các bác có thể cắm vào đường RL này để các bác đưa xuống đẩy. Xuống đẩy đây. Nhưng mà đây là con này nó có đường lai luôn, là em đang kết nối từ đường lai. Thì các bác có thể nhìn kỹ vào đây để em hướng dẫn một lần cho các bác. Khi mà các bác nhận được hàng bên Nghĩa Audio thì các bác có thể tự cắm được rất là dễ dàng luôn. Em xin giới thiệu đây là đường để rút ra. Đây. Đấy em rút ra thì đây các bác có thể nhìn kỹ đây. Đây là BMG và DVD, đây là hai đường tín hiệu vào mà anh em có thể lấy đường tín hiệu này, từ trên TV, laptop hoặc điện thoại, các đầu karaoke. Thì các bác đưa đường tín hiệu vào đây cho em. Nó có hai đường là BGM và DVD. Thì đây là đường tín hiệu vào các bác nhé. Đấy, chỉ cần đưa như thế thôi là anh em có thể đưa xuống đẩy được rồi. Và đây em đang cắm trực tiếp từ điện thoại vào đây. Cái thứ hai thì các bác sẽ đưa đường ra của nó. Thì bây giờ các bác lưu ý nhìn trên con vang cho em này, có những con không có đường này nhé các bác nhé, có những con không có đường này. Đây là cái đường rách này anh em này. Đấy, đường rách thì các bác có thể cắm đường hoa sen vào đây cho em để đưa xuống con đấy. Quên, không mở nhỏ con đẩy đi rồi. Đấy, các bác cắm vào đây và các bác đưa xuống con đẩy cho em. Đây, đây đưa xuống con đẩy này. Đấy, cắm vào hai đường vào này. CH1, CH2 này, con đẩy này. Và tiếp theo sau là các đường ra loa. Đây, đây các bác để ý hộ em. Đây là đường ra loa, con này hai kênh thì nó sẽ có được hai đường ra loa này. Đây là bằng kết nối truyền thống anh em nhé.
đây hai dây đỏ và trắng, thì đỏ là dương và trắng là âm, thì anh em cứ đỏ vào đỏ, trắng vào đen đây em, và ta đưa ra loa, ta đưa ra loa cũng đỏ vào đỏ và trắng vào đen cho em. Và đây xin giới thiệu qua cho các bác, đây là con loa AR có model là 308, có đầy đủ các thông số kỹ thuật và chi tiết ở đây các em nhé, anh em nhé. Con này là con hàng Trung Quốc nha anh em nhé. Đấy, cách đấu nối này các bác này. Đấy, các bác có thể xem kỹ này. Đấy. Rồi, ok nha các bác nhé. Và đến đây thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Mọi chi tiết liên hệ về mua bộ dàn có giá 10 triệu này bên Nghĩa Audio thì các bác có thể liên hệ trực tiếp tới Nghĩa Audio qua số điện thoại là 0934573743 hoặc 0916683477, và các bác có thể truy cập website nghiaaudio.com để biết thêm những cái sản phẩm khác bên Nghĩa Audio. Đến đây thì em xin chào các bác, và các bác có cái thắc mắc gì hay là có những cái nhu cầu gì thì có thể comment bên dưới video, em sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của các bác trong cái phạm vi mà bên Nghĩa Audio đang sẵn có. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào.